Chuyện ít biết về nửa kia của hai nữ danh hài hải ngoại đình đám, Việt Hương Hồng Đào là nghệ sĩ được yêu mến cả trong và ngoài nước, người đàn ông phía sau họ khiến nhiều khán giả tò mò. Ông xã Việt Hương là nhạc sĩ Hoài Phương, sinh năm 1971, hơn vợ 5 tuổi. Anh là người chồng thứ hai của nữ danh hài sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn trước đó. Ít ai biết rằng ông xã là người tán tỉnh Việt Hương trước. Sau nhiều lần bày tỏ tình cảm với khoảng thời gian khá dài, Việt Hương mới tự tin đồng ý xây dựng gia đình một lần nữa vào năm 2007. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, Hoài Phương xuất sắc đỗ thủ khoa ngành kèn. Trước khi qua Mỹ định cư, anh và Bằng Kiều từng lập nhóm nhạc. Hiện tại, vợ chồng Việt Hương có một con gái kháu khỉnh tên là Eliza Nguyễn. Cô bé sinh trưởng trên đất Mỹ, vì Việt Hương phải thường xuyên lưu diễn, cộng với công việc kinh doanh ở Việt Nam, nên anh là người chăm sóc ở bên con gái nhiều hơn vợ. Hoài Phương chính là người đàn ông luôn ở bên Việt Hương những giai đoạn khó khăn nhất. Dù ít xuất hiện hay nói về nhau trước truyền thông, nhưng tình cảm gắn bó gần 12 năm là minh chứng cho cuộc hôn nhân này. Người tình trăm năm của nghệ sĩ Hồng Đào cũng là tên tuổi được rất nhiều người yêu thích ở hải ngoại. Nghệ sĩ Quang Minh, sinh năm 1959, anh chính là mối tình đầu của Hồng Đào. Cả hai gặp nhau khi cùng học trường nghệ thuật sân khấu 2. Sau đó mối tình kết thúc vì anh quyết định qua Mỹ định cư và kết hôn năm 1990. Đến năm 1994, Hồng Đào cũng sang Mỹ định cư, hai người tình cờ gặp lại nhau. Sau khi Quang Minh ly hôn, cặp đôi tiến đến hôn nhân vào năm 1995. Nghệ sĩ hài Quang Minh được nhận xét có ngoại hình không tuổi vì hơn 20 năm kết hôn, anh vẫn trẻ trung, chuẩn sói ca. Anh và vợ đã cùng xuất hiện trên sân khấu hải ngoại với hàng trăm vở diễn. Tên tuổi hai người được yêu mến nhiều năm qua, nhờ vào nét diễn duyên dáng và sự tự nhiên trên sân khấu. Trong những năm gần đây, cả hai nghệ sĩ đều về Việt Nam hoạt động thường xuyên hơn, xuất hiện nhiều hơn ở các game show như Người Bí ẩn, Bí mật đêm chủ nhật, Hoán đổi. Cặp đôi có hai con gái là Vicky, sinh năm 1996, và Sophia, sinh năm 2002. Đây cũng là một trong những gia đình nghệ sĩ được công chúng ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp và gia đình hạnh phúc. Vợ chồng Quang Minh, Hồng Đào là những tên tuổi đắc sổ ở hải ngoại. Vì vậy, từ nhỏ, hai chị em Vicky đã tự chăm sóc nhau khi bố mẹ vắng nhà. Với lịch trình bận rộn nên mỗi khi rảnh rỗi, cả hai đều dành thời gian bên gia đình để bù đắp cho các con. Nhiều người nhận xét Quang Minh là người đào hoa, nhưng thực chất anh là người đàn ông rất tình cảm. Nam danh hài cũng là người ở bên các con nhiều hơn vợ. Anh từng chia sẻ trên mạng xã hội, ngày con gái lớn ra ngoài sống tự lập, anh đã không kìm được nước mắt. Đức Huy tổ chức sinh nhật đậm chất quý tộc Dubai, mặc đồ hoàng tộc trong hải quế vẫn phong độ nhất. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 24, Đức Huy được anh em cầu thủ tổ chức tiệc mừng đậm chất hoàng gia Ả Rập. Có lẽ Phạm Đức Huy là một trong những tuyển thủ may mắn nhất khi hai năm liên tiếp, ngày sinh nhật của anh chàng đều trúng với trận chiến quan trọng ở những giải đấu lớn của đội tuyển Việt Nam. Từ bữa tiệc nhỏ với bánh kem trên đất Thường Châu vào năm ngoái, hôm nay các đồng đội đã dành cho Đức Huy một bất ngờ thú vị. Nhân dịp sinh thần của chàng tiền vệ quê Hải Dương, các tuyển thủ đồng loạt gửi lời chúc mừng. Điều khiến người hâm mộ thích thú hơn cả là anh em cầu thủ còn chia sẻ loạt ảnh súng xính, diện bộ trang phục truyền thống của đàn ông Ả Rập trong tiệc sinh nhật Đức Huy. Nhóm 4 cầu thủ Hồ Tấn Tài, Quế Ngọc Hải, Phạm Đức Huy và Nguyễn Trọng Hoàng gây bất ngờ cho các cổ động viên khi ăn vận như người dân Hồi giáo, khoác áo choàng, đội khăn và cài đai. Riêng Đức Huy, nhân vật chính của buổi tiệc, được ưu ái diện khăn Kurta màu trắng sang chảnh, mang đậm khí chất hoàng tộc. Vốn có ngoại hình chỉnh chạc so với tuổi, thường ngày vẫn được fan trêu đùa là hoàng tử Ả Rập. Trong dịp sinh nhật năm nay, Đức Huy quyết định chơi lớn, đầu tư hẳn trang phục và chụp một bộ ảnh theo kiểu người hoàng gia. Được trang bị đạo cụ y như thật, gồm đồ trang sức, bình rượu theo văn hóa Ả Rập, các chàng trai vô tư diễn sâu, nâng ly khoe châu báu. Như những thành viên hoàng gia thật thụ, đội trưởng Quế Hải và tân binh Tấn Tài hút hồn fan nữ khi diện trang phục Ả Rập cực kỳ hợp mốt. Sự lầy lội của các tuyển thủ còn được thể hiện qua những lời chúc sinh nhật cực hài hước của họ. Hồ Tấn Tài bật mí, hoàng tử mời đến nhà dự sinh nhật. Tưởng đến mức mớ tiền quà cáp, không ngờ đến còn được tặng cho nhiều vàng mang về. Chúc mừng sinh nhật quốc vương, chúc ông lúc nào cũng mạnh khỏe và thành công. Anh em láng giềng chúng tôi sang biếu ông ít quà vui vẻ nhé ông bạn. Hải Quế tự nhận là quý tộc nước láng giềng sang thăm vua Đức Huy. Anh cả Trọng Hoàng nghiêm túc hơn khi chúc mừng sinh nhật mà vẫn không quên nhắc đến vấn đề chuyên môn.
đến nhà bàn chiến thuật trận đấu ngày hôm qua và sinh nhật của ông bạn hoàng tử Ả Rập. Chúc hoàng tử tuổi mới có nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Hai năm liên tiếp phải đón sinh nhật xa nhà, nhưng bù lại Đức Huy được trải qua ngày sinh nhật bên đồng đội ở đội tuyển Việt Nam, được phục vụ đội tuyển quốc gia và thi đấu tại những giải đấu lớn nhất châu lục. Năm ngoái, tiền vệ Hải Dương mừng tuổi 23 trong ngày chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Iraq, thời khắc lịch sử khi đội tuyển quốc gia của chúng ta lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết VCK U23 châu Á. Sau màn ăn mừng đầy cảm xúc trên sân cỏ, hai cầu thủ của U23 Việt Nam đã được tổ chức tiệc sinh nhật khi trở về khách sạn. Dưới sự điều hành của đội trưởng Lương Xuân Trường, Đức Huy và Công Phượng cùng chắp tay ước trước khi bị chơi khăm trong bàn ngửi bánh. Trên đà may mắn đó, nhiều người hy vọng năm nay Đức Huy sẽ lại được hưởng trọn niềm vui trong ngày sinh nhật vì đã giành được kết quả tốt đẹp trong trận đại chiến với Jordan ở vòng 1/8 ASEAN Cup 2019 ngày hôm qua. Bạn gái Quang Hải ra MV ca nhạc Bản sao Thủy Tiên hay Hòa Minzy, không còn là sự đồn đoán Nhật Lê, cô bạn gái nổi tiếng của Nguyễn Quang Hải sắp ra MV đầu tay để theo nghiệp ca sĩ. Đầu năm 2019, Nhật Lê bạn gái Quang Hải gây hoang mang cộng đồng mạng với hình ảnh đang say sưa thu âm trong một phòng thu. Điều này khiến những người yêu mến cái tên Hải Con rất tò mò, nháo nhào về thông tin chưa được xác nhận này. Cái tên Nhật Lê đã chẳng còn xa lạ gì với người hâm mộ khi hot girl gốc Quảng Nam này từng xuất hiện trong một cuộc thi ca nhạc. Được đánh giá là có chất giọng tốt nhưng Nhật Lê chỉ dừng lại ở top 12. Thế nhưng sức hút trên mạng xã hội cùng mát người yêu của Quang Hải đã giúp cho Nhật Lê nhận được sự quan tâm lớn. Cô gái này đã quyết định theo đuổi con đường ca hát cũng như để mọi người biết đến cô là người có khả năng ca hát thay vì được nhắc đến vì mối quan hệ với Quang Hải. Trên trang cá nhân Instagram, Nhật Lê tung một loạt ảnh MV cho sản phẩm âm nhạc được dự đoán có thể ra mắt vào dịp Tết. Nhật Lê cũng từng nhiều lần lên sóng khẳng định rằng cô muốn phát triển sự nghiệp riêng, đi theo con đường của riêng mình. Tất nhiên người hâm mộ cũng đang chờ đợi xem Nhật Lê sẽ hát như thế nào, liệu sẽ trở thành một Hòa Minzy thứ hai hay nổi đình đám như Thủy Tiên, vợ của cụ tiền đạo Lê Công Vinh. Hòa Minzy và Thủy Tiên cũng là hai ca sĩ từng được nhiều người hâm mộ biết đến với chuyện tình với cầu thủ. Thủy Tiên đang hạnh phúc với Công Vinh, còn Hòa Minzy sớm chia tay Công Phượng sau một thời gian ồn ào. Bây giờ, Nhật Lê đang đi theo con đường của Hòa Minzy và Thủy Tiên là làm ca sĩ. Liệu Nhật Lê có thành công hay không? Ba tháng không gặp, vừa về nước Văn Thanh đưa ngay người yêu đi nghỉ ở khách sạn 5 sao, ăn tới bến. Văn Thanh về nước rồi thì không biết ai sẽ là người nấu nướng cho Đình Trọng ăn đây. Sau 3 tháng phẫu thuật và chờ phục hồi ở Hàn Quốc, cầu thủ Văn Thanh đã chính thức về Việt Nam vào ngày 18 tháng 1. Lần trở về này, Văn Thanh khá im hơi lặng tiếng, chẳng hề chia sẻ gì trên mạng xã hội. Mới đây, chàng cầu thủ đã khoe ảnh chụp cùng bạn gái khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Việt Nam, thì mọi người mới biết anh đã về Việt Nam. Ngoài ra, một fanpage cũng đã đăng tải clip Vũ Văn Thanh đi ăn uống tới bến khi về Việt Nam. Có lẽ sau một thời gian ngắn sống ở Hàn, Văn Thanh đã rất thèm các món ăn Việt, nên nhìn mặt anh vô cùng hào hứng. Văn Thanh đăng ảnh cùng bạn gái check-in tại khách sạn 5 sao. Anh còn đăng status tình bể tình, ai đọc cũng phát ghen. Văn Thanh thầm lặng về nước rồi đi ăn hải sản ngập họng. 3 tháng mới được ăn đồ Việt Nam, Văn Thanh tỏ ra vô cùng hào hứng, còn uống cả bia nữa. Các món hải sản mà nam danh thủ yêu thích, Văn Thanh và bạn gái diện áo đôi nhìn rất đẹp đôi. Văn Thanh và bạn gái thường xuyên thả thính nhau trên Facebook. Trong khoảng thời gian Văn Thanh chữa trị ở Hàn Quốc, bạn gái liên tục than nhớ nhung. Nhiều người thắc mắc rằng tại sao Văn Thanh vừa về nước đã cùng bạn gái đi nghỉ dưỡng thay vì về quê Hải Dương. Điều này đều theo kế hoạch cả, bởi Văn Thanh sẽ lên tập trung cùng đội Hoàng Anh Gia Lai trước khi về thăm và đón Tết cùng gia đình tại Hải Dương. Trong thời gian ở Việt Nam, chàng tiền vệ trẻ này vẫn sẽ tiếp tục theo luyện giáo án của các chuyên gia Hàn Quốc. Sau Tết, Văn Thanh sẽ sang Seoul tiếp tục tập luyện theo giáo án của các bác sĩ xứ Kim Chi. Văn Thanh và bạn gái có nhiều khoảnh khắc ngọt súng răng. Cặp đôi này có lẽ là thoải mái thể hiện tình cảm nhất trong loạt cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Bạn gái Văn Thanh vừa xinh đẹp lại gợi cảm. Được biết do các đồng đội Đình Trọng, Văn Tới và Xuân Hưng mới sang Hàn Quốc và chưa rành đường đi nước bước nên Văn Thanh khá âu lo. Vì khi anh về nước sẽ không có ai hỗ trợ cho đồng đội trong những ngày tới do tất cả phải ở trong bệnh viện khoảng 10 ngày để các bác sĩ theo dõi sau phẫu thuật.
Thế nên trước khi về Việt Nam, chàng tiền vệ của đội bóng Phố Núi đã mua khá nhiều lương thực và sữa mang đến bệnh viện để tiếp tế cho đồng đội, nhằm có cái cứu đói tại chỗ trong trường hợp đi lại khó khăn, sẽ khó có thể xuống nhà ăn của bệnh viện trong những ngày tới. Được biết Đình Trọng, Văn Tới và Xuân Hưng xuân này sẽ không về vì phải ở lại Hàn Quốc tập hồi phục sau phẫu thuật. Trước khi về Việt Nam, Văn Thanh đã khá lo lắng cho đồng đội vì không có ai chăm sóc. Chuyện gì thế này, mẹ Cường Đô La bật khóc sau khi trao vàng cho con dâu Đàm Thu Trang, vốn là người từng cấm cản con trai cưới vợ. Nhưng khoảnh khắc mới đây, mẹ Cường Đô La lau nước mắt trong đám hỏi của con trai, thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Sau 2 năm hẹn hò, Cường Đô La Đàm Thu Trang vừa tổ chức lễ ăn hỏi. Trên trang cá nhân, cả hai cùng khoe ảnh ngày trọng đại của mình. Sáng 20 tháng 1, lễ ăn hỏi của Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La được tổ chức tại quê nhà cô dâu ở Lạng Sơn. Gia đình Cường Đô La đã có mặt tại Lạng Sơn từ hôm 19 tháng 1. Đây cũng là hôn lễ đầu tiên của anh, dù trước đó từng có quan hệ với rất nhiều mỹ nhân trong showbiz và có con chung với ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Đặc biệt trong ngày vui, bà Nguyễn Thị Như Loan đã tặng quà cho con dâu mới. Mẹ Cường Đô La tự tay chuẩn bị dàn lễ tráp tại nhà cô dâu. Trong ngày lễ ăn hỏi của con trai, bà cho quà cưới đến con dâu Đàm Thu Trang. Tuy nhiên, mọi khoảnh khắc trong đám hỏi Cường Đô La và vợ đã được bạn bè ghi lại rất nhiều. Thế nhưng mới đây, một clip ghi lại cận cảnh khoảnh khắc trọng đại bà Như Loan trao của hồi môn cho con dâu Đàm Thu Trang vừa được cư dân mạng truyền tay nhau. Trong clip, mẹ đại gia Phố Núi đeo nhẫn vào tay con dâu, gương mặt không giấu được sự xúc động, ánh mắt nhìn Đàm Thu Trang rất trìu mến. Ngay sau khi nhận quà từ mẹ chồng, Đàm Thu Trang đã chủ động ôm lấy bà. Những hình ảnh sau đó mới khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ. Khoảnh khắc mẹ Cường Đô La bật khóc sau khi trao vàng cho con dâu Đàm Thu Trang. Từ trước đến nay, bà Như Loan vốn nổi tiếng là nữ doanh nhân quyền lực trong giới kinh doanh, được mệnh danh là người đàn bà thép, do đó hình ảnh này đã khiến nhiều người phải dành sự chú ý lớn. Với gương mặt cố gắng giữ bình tĩnh, bà Như Loan lấy khăn lau nước mắt, khiến những người xung quanh cũng xúc động khóc theo. Người đàn bà thép đã khóc trong lễ ăn hỏi của cậu con trai đình đám. Trong ngày vui, cả hai vợ chồng cũng có chụp ảnh cùng bố mẹ Cường Đô La. Và có lẽ chuyện mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ Cường Đô La và Đàm Thu Trang sẽ càng khiến nhiều người suýt xoa hơn trong cuộc sống làm dâu sắp tới.